Chào bạn, bạn là ai và bạn đến từ đâu ạ? Xin chào tất cả mọi người, mình là Hồ Thục Uyên, hiện đang học lớp K2A khoa diễn viên kịch điện ảnh tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có cảm thấy hào hứng với cuộc thi này không ạ? Từng là thành viên không được vào chung kết của chương trình thì Uyên cũng rất là háo hức và chờ coi thử là ai sẽ là Hoa Khôi và Nam Vương năm nay. Ê, Uyên nghĩ là ai sẽ là Hoa Khôi và Nam Vương của năm nay ạ? Thì em nghĩ là ai là Hoa Khôi đều Nam Vương thì đều đã cố gắng hết mình rồi, nhưng mà em vẫn cố vũ là các thành viên của lớp K2A sẽ đạt Hoa Khôi và Nam Vương. Ví dụ như là Quỳnh Nhật hoặc là Nhật Hào, Quốc Đạt hoặc Lam Phượng, Lương Ánh My chẳng hạn. Bạn có lời nhắn nào muốn nhắn nhủ tất cả những bạn mà bạn cổ vũ không ạ? Nhắn nhủ gì bây giờ nhỉ? Các bạn thí sinh ơi, cố gắng lên nha. Tại vì dù kết quả như thế nào thì chúng ta đã cố gắng hết sức mình rồi. Chúc các bạn có một đêm thi một thành công và tốt đẹp nhất. Cảm ơn Thục Uyên ạ. Ok, anh đưa mic cho em nói nhé. Ok, Hiếu ngồi đấy, Ok, và anh hỏi. Ok, chào anh. Mình chào bạn, bạn là ai và bạn đến từ lớp nào ạ? Mình là Trâm Anh, đến từ lớp Đại học Diễn viên Kịch Điện ảnh K3C. Bạn tới đây bạn cổ vũ cho ai ạ? Mình tới đây cổ vũ cho hai thành viên của lớp K3C. Bạn Quang với bạn Thịnh, hy vọng bạn đó sẽ thi rất là tốt. Thì bạn cảm thấy là cuộc thi năm nay nó như thế nào? Tuy các vòng và khi được vào được vòng chung kết thì bạn cảm thấy có hồi hộp không ạ? Thì cảm thấy cuộc thi năm nay rất là hoành tráng, các bạn thí sinh cũng rất là tài năng. Mỗi bạn có một cái tài năng khác nhau. Đến được vòng này thì có lẽ là cũng rất là hồi hộp. Mà hy vọng các bạn sẽ cố gắng hoàn thành tốt cái phần thi của mình. Cảm ơn Trâm Anh. Chào bạn, cho mình hỏi bạn tên là gì và bạn đến từ lớp nào? Mình tên là Lê Trần Ngọc Hiếu, mình đến từ lớp Đại học Diễn viên Kịch Điện ảnh K2C. Bạn tới đây thì bạn cổ vũ cho thí sinh nào? Mình đến đây là mình cổ vũ cho thí sinh, hai thí sinh của lớp mình. Đó là bạn Ngọc Diệp và bạn Huỳnh Kỳ Phương của lớp Đại học Diễn viên Kịch Điện ảnh K2C luôn. Thì theo bạn nghĩ thì bạn nghĩ sẽ là ai sẽ là Nam Vương và Hoa Khôi của hôm nay ạ? Thì mình không có biết được. Chỉ thấy là ai cũng xứng đáng hết. Tại vì mọi người đã tới vòng chung kết này thì mọi người đã cố gắng rất là nhiều rồi. Cho nên là nếu mà ai là Hoa Khôi và Nam Vương cũng đều xứng đáng. Bạn có lời nhắn nhủ nào cho tới những thí sinh mà bạn quan tâm không? Mình muốn nhắn nhủ là mọi người hãy cố gắng lên. Tại vì hôm nay là đêm chung kết rồi. Đêm quyết định Hoa Khôi và Nam Vương của mọi người. Cho nên là mọi người hãy cố gắng hết sức mình. Cảm ơn Hiếu ạ.